Để nó đi một mình nguy hiểm lắm. Mau đi theo nó đi. Dạ. Anh ta đang bị giam trong cung. Kể từ bây giờ không phải bỏ công để chạy khắp nơi để tìm anh ta nữa. Thật là may đó. Ta đã cố gắng để mà suy nghĩ phải làm thế nào để bảo vệ được Ghi Đông. Ta nhất định phải ở bên cạnh của Ghi Đông mới được. Làm thế nào mới được ở chung với ảnh như những người bạn kia. Ta cần phải suy nghĩ thêm nữa. Thôi ta đi nha. Không đi không được sao? Đừng đến bên anh ta nữa. Hãy trở lại đây đi. Bây giờ ta sẽ bảo vệ cô để cô không còn nguy hiểm nữa. Hãy bên cạnh ta đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho cô. Công tử, ta có thể tự bảo vệ cho mình thì mới có thể bảo vệ được Ghi Đồng chứ. Cảm ơn công tử đã lo lắng cho ta. Tiểu thư, cô tới đây kiếm ta là vì người bị giam trong ngục. Cô muốn nhờ ta để được vô gặp hắn hả? Xin hãy giúp ta. Tiểu thư, tại sao cô lại muốn trực tiếp gặp hắn? Xin hãy giúp ta. Đây là lần đầu tiên ta nhờ, cũng là lần cuối. Xin thiếu gia hãy giúp ta lần này. Xin hãy giúp ta. Đây là tiểu thư lần trước bị hắn bắt đi. Có thể để cho cô Dư Trọng nhận diện hắn không? Được rồi. Chu Trân Hy nói là sẽ không vượt qua ranh giới mà sao còn đến tận đây hả? Đúng là một tiểu thư đáng nể thiệt. Có sao không? Nhìn bộ dạng của ta như vậy mà còn hỏi là có sao hay không à? Người có thể sống chỉ cần cho cha của người biết những gì ông ta muốn. Vậy là ta có thể cứu sống được người. Ta có thể cứu được người mà. Ta biết cha của ta cuối cùng cũng sẽ làm theo ý của ta. Nếu như ta đòi chết, cha ta sẽ không để cho người phải chết đâu. Cho nên hãy nói ra hết đi. Rồi ngươi sẽ được ra khỏi chỗ này. Hãy về đi.
Cô hãy mau về đi. Và cho dù ta có sống sót ra khỏi đây thì chúng ta không còn việc gì để mà gặp mặt nữa. Tôi mình đã chuyển lời cho tiểu thơ rồi mà. Hãy nên chấm dứt. Cô thật là, dù cho ở trong hoàn cảnh này, người cũng không cần tới ta. Ta cảm ơn cô. Ta không cần. Đi đi. Thiệt đáng tiếc, người đánh vào ta là chính là tiểu thư. Cô vì muốn cứu hắn mà đánh luôn cả ta. Cơ hội duy nhất để vào được trong cung chỉ có tối mai thôi. Như đã nói thì thanh kiếm đó đang để trong mật thất, chỉ cần mang nó ra khỏi chỗ đó thôi, chuyện còn lại cứ để cho người của Lâm Môn cài vào lo hết là được. Má Hồng, em có thể bị chết được. Nếu không còn cách nào khác thì đâu có gì nữa mà phải tiếc. Đúng là chỉ còn cách đó thôi sao? Vào cung rồi chỉ có những người thân cận với vua mới vô được mật thất thôi. Nếu muốn vô được trong đó, không còn cách nào khác là trở thành người đàn bà một đêm của hoàng thượng. Cô thật muốn làm người đàn bà của hoàng thượng, cô biết hậu quả là như thế nào không? Ta biết. Có phải là tối mai Thái Hồng Sứ sẽ tới đây để tuyển kỹ nữ vào trong cung cho hoàng thượng? Tối nay tôi sẽ vào đó. Nếu là người đàn bà một đêm cho hoàng thượng mà được sủng ái thì có thể sống được trong mật thất một vài tháng cho tới khi không còn được thích nữa. Còn nếu hoàng thượng mà không vừa lòng vào lúc đầu thì coi như là sẽ phải bị chết ngay trong đêm đó. Những kỹ nữ được chọn sẽ chơi đùa thỏa thích, sau đó sẽ bị giết chết để mà giữ đúng lễ nghi phép tắc của hoàng thất. Cho nên muốn sống sót để thoát ra, nhất định là phải xâm phạm nghiêm trọng tới lễ nghi phép tắc của hoàng thất. Hôm nay phải hành động, nhất định phải hành động. Những người từ trong cung ra nhất định là sẽ tới thanh lâu. Gần tới giờ của Thái Hồng Sứ, nội giám quan Tô đã tới. Coi kỹ coi nhân sâm cho ta, nếu mà có ai tới không cho vào. Đứng lại. Là cái đồ ăn cắp. Gặp ở chỗ này thiệt là đúng lúc. Có ba thùng nhân sâm của ta đã bị hư rồi. Tất cả là lỗi của người đã gặp mặt ở đây. Phải đưa người lên quan phủ mới được. Đi theo ta. Bắt lại cho ta. Ah!
Tôi bây giờ phải chạy trốn rồi. Chị bị thương hả? Chạy tới phòng của em trước. Chị nói đêm nay chị phải vào cung hả? Đúng vậy, tôi phải có mặt ở đó vì Thái Hồng Sứ sắp tới rồi. Làm sao đây? Sao bỗng dưng chị muốn vào cung làm gì? Vì việc cứu Ghi Đông hả? Muốn cứu được Ghi Đông, tôi phải lấy cho được một vật. Cái đó là vật gì? Đó là thanh kiếm Sa In. Cần lấy được cây đó thì sẽ có cách cứu sống được Ghi Đông hả? Phải lấy cho được nó. Nhưng mà ta như vậy đâu có thể nào theo Thái Hồng Sứ. Ghi Đông vẫn cứ nghĩ là tối nay thì sẽ bắt đầu hành động. Bây giờ chỉ còn cách là cùng với mọi người trèo tường vô. Để em đi cho. Cái gì? Em sẽ giả dạng làm một cô gái đi vào mật thất hoàng cung. Cô nói cái gì? Cô biết là nguy hiểm ghê lắm không? Không được đâu. Không đâu, em có thể làm được. Em cũng biết võ công nữa mà. Em còn bắt được hổ nữa đó. Bắt được hổ? Em đã từng suy nghĩ làm thế nào để ở bên cạnh với Ghi Đồng. Bây giờ em đã nghĩ ra, em có thể cùng làm là được rồi. Cũng giống như chị, giống bàn chủ Hồng Di Tô, mình cùng ở chung với nhau. Nếu đã vậy thì việc dậu cùng chị cứ để em làm. Đây là việc dơ bẩn và đáng sợ nhất trên đời. Em không làm được. Không có sao đâu. Đại nhân tới rồi hả? Có cho ta xem kỹ nữ để chuẩn bị đi vào cung cho hoàng thượng chưa? Dạ, ta sẽ được tới ngài. Áo có vừa hay không? Mắc cỡ quá à. Ra đây cho ta coi. Là giống mắt nai. Em sẽ cố gắng làm thật tốt. Nhất định phải sống sót trở ra, nghe chưa?